Nga xâm nhập vào tình báo Đức để xác định vị trí pháo HIMARS ở Ukraine. Một số nguồn tin cho hay, tình báo Nga đã xâm nhập được vào cơ quan tình báo đối ngoại Đức, cơ quan được đánh giá cao trong cộng đồng tình báo phương Tây. Hiện Đức và các nước phương Tây đang lo ngại Nga đã nắm được một số thông tin tuyệt mật của họ. Do rỉ tình báo và nguy cơ bị tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Website tin tức The Spiegel của Đức cho hay, một điệp viên tình báo Đức bị tố cáo đã tiết lộ bí mật quốc gia cho Nga và người này đã được trao nhiệm vụ tìm kiếm vị trí của các bệ phóng pháo phản lực cơ động cao HIMARS ở Ukraine. Theo tờ báo này, Kasten Lins, đặc vụ hàng đầu của tình báo Đức, đã được cơ quan tình báo Nga vào mùa thu năm 2022 giao nhiệm vụ gửi thông tin chính xác về vị trí của các hệ thống rocket HIMARS và Iris-T mà Mỹ và Đức đã cung cấp cho Ukraine. Giới chức Đức được cho là không tin vào khả năng Linz đã gửi được thông tin này cho Moscow Nhưng điệp viên này đã làm dò dỉ thành công thông tin từ cơ quan tình báo Đức Về công nghệ liên lạc tuyệt mật Đổi lại, cơ quan tình báo Nga có thể đã trả tiền mặt cho điệp viên Đức Theo tin tức từ báo Đức Các nhà điều tra đã khám phá ra một phong bao chứa một lượng tiền euro tầm 6 con số Trong một ngăn đựng đồ thuộc về điệp viên này Captain Linz, 52 tuổi đã bị cơ quan tình báo Đức bắt giữ ngay trước Giáng sinh năm 2022. Các công tố viên coi ông là nguồn tiết lộ thông tin tình báo tuyệt mật, nên họ hiện đang điều tra ông ta với cáo buộc phản quốc. nghi phạm thứ hai, Arthur Eller, bị bắt giữ vào tháng 1 và bị buộc tội phản quốc do đạo hỗ trợ Catenlinks cung cấp thông tin cho nga. Tuy nhiên, Eller không phải nhân viên cơ quan tình báo Đức. Tình hình ở Ukraine hiện nay đang gia tăng nỗi sợ ở Đức về khả năng nga tiến hành tấn công mạng vào đức hoặc phá hoại ngầm cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này châu âu gồng mình bóc gỡ mạng lưới điệp viên nga sau khi nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào ukraine các cơ quan tình báo mỹ và châu âu đã nỗ lực tìm cách gây bất ổn cho mạng lưới điệp viên của nga vụ điều tra nói trên của đức xuất hiện sau khi có các cáo buộc về bóc gỡ các điệp viên nga ở hà lan na uy thụy điển áo ba lan và slovenia Giới chức an ninh Mỹ và châu Âu cho rằng các cơ quan tình báo Nga đã hứng chịu nhiều thiệt hại trong năm 2022 hơn bất cứ thời điểm nào khác kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Mặc dù vậy, họ vẫn e sợ rằng tình báo Nga vẫn còn những năng lực đáng kể. Vụ việc ở Đức đã làm gia tăng mối quan ngại về các vấn đề an ninh chưa được giải quyết ở châu Âu. Nó cho thấy Moscow tiếp tục được dòng chảy ổn định các tài liệu nhạy cảm từ chính một trong các cơ quan tình báo hàng đầu của châu Âu. Berlin đã hạ thấp tầm ảnh hưởng của vụ việc trong các cuộc thảo luận với các cơ quan tình báo đồng minh, nhưng các nguồn tin an ninh tuyên bố rằng nghi phạm Captain Lynch được tiếp cận các thông tin cực kỳ nhạy cảm. Đức chỉ biết đến vụ xâm nhập tình báo nhờ vào một cơ quan tình báo đồng minh phương Tây mà ban lãnh đạo của cơ quan tình báo Đức từ chối nêu tên. Sau khi Đức biết đến việc tình báo Nga đã thu được các tài liệu cơ quan tình báo Đức nhạy cảm, họ mới tiến hành cuộc săn lùng nội gián với mục tiêu là Lynch. Tin tức cho hay tính nghiêm trọng của vụ xâm nhập tình báo đã khiến chính phủ Mỹ, Anh và các nước khác giảm trao đổi tình báo với Đức. Theo các nguồn tin trên truyền thông Đức, Link và Eller lần đầu gặp nhau vào năm 2021 tại một sự kiện xã hội. Một số tin tức cho rằng một phần tử cực hữu ở Đức giới thiệu hai người này với nhau. Vụ việc ở Đức xoay quanh việc một công dân Tây Âu bị nghi đã phản bội tổ quốc mình để giúp đỡ điện Kremlin. Trong khi đó, một số vụ việc khác liên quan đến các công dân Nga cố gắng vượt biên, xâm nhập các nước phương Tây. Hồi tháng 6 năm 2022, giới chức Hà Lan cáo buộc rằng họ đã ngăn chặn một gián điệp Nga xâm nhập tòa án hình sự quốc tế bằng cách đóng giả một thực tập sinh người Brazil. Theo các quan chức và biên bản tòa án, người đó là Sergei Cherkasov, một sĩ quan quân đội Nga được cơ quan tình báo quân sự Nga cử ra nước ngoài hoạt động trong hơn một thập kỷ. Chekhov đã bị Hà Lan trục xuất và hiện đang ngồi tù ở Brazil sau khi bị buộc tội làm giả tài liệu. Nga phủ nhận anh này là một gián điệp nhưng lại yêu cầu Brazil dẫn độ anh ta với lý do anh ta là tội phạm ma túy đang bị truy nã. Trung Quốc không muốn chiến tranh Ukraine kéo dài Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh không muốn thấy bất kỳ sự leo thang nào trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và đối ngoại, đồng thời luôn thúc đẩy hòa bình và đàm phán. Ông Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Ukraine bên lề hội nghị an ninh Munich ở Đức ngày 19 tháng 2. Ông Vương Nghị là cựu Ngoại trưởng Trung Quốc và là và hiện là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi không muốn thấy cuộc khủng hoảng ở Ukraine kéo dài và lan rộng. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các cộng đồng quốc tế để tránh làm xấu thêm tình hình và kiên trì đấu tranh cho hòa bình. Báo SCMP dẫn lời ông Vương Nghị trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đã kéo dài gần một năm. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Ukraine cho biết Kiev đánh giá cao vị thế và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc, cũng như lập trường của nước này trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng bằng chính trị. Ukraine cũng mong muốn Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng. Viết trên Twitter sau đó, ông Kuleba cho biết Vương Nghị đã tái khẳng định sự tôn trọng của Trung Quốc đối với chủ quyền và toàn viện lãnh thổ của Ukraine, cũng như bác bỏ việc sử dụng vũ lực như biện pháp giải quyết những bất đồng. Trước đó tại hội nghị ở Munich, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ công bố quan điểm về cuộc chiến ở Ukraine, nhưng không nói rõ thời điểm. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nội dung sẽ bao gồm một số tuyên bố quan trọng của Chủ tịch Tập Cật Bình, bao gồm chủ quyền và toàn viện lãnh thổ. Chúng tôi sẽ tái khẳng định rằng không có ai thắng trong chiến tranh hạt nhân. Chúng tôi sẽ kêu gọi đảm bảo an ninh và phản đối các cuộc tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân. Đồng thời, chúng tôi ủng hộ phản đối sử dụng vũ khí sinh học và hóa học. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói ngày 20 tháng 2. Ngày 18 tháng 2, ông Vương Nghị đã có cuộc gặp không chính thức với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, biên lề hội nghị an ninh Munich. Đây là cuộc gặp đầu tiên của hai nhà ngoại giao kể từ vụ khinh khí cầu xâm phạm không phận Mỹ. Bộ ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken đã cảnh báo ông Vương Nghị về những tác động và hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nga hoặc giúp Nga né các biện pháp trừng phạt. Theo bộ ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẽ không chấp nhận việc Mỹ chỉ tay hoặc thậm chí ép buộc quan hệ Trung Quốc Nga. Mỹ với tư cách là một nước lớn có mọi lý do để nỗ lực tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng, thay vì thêm dầu vào lửa hoặc trục lợi từ nó, ông Vương Nghị nói. Trung Quốc sau 3 năm kiểm soát COVID-19 đang tăng cường khôi phục mối quan hệ với châu Âu, vốn trước đó đã dặn nứt vì tránh chỉ trích Nga. Ủy viên Bộ Chính trị chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Vương Nghị sẽ thăm Pháp, Ý, Hungary và Nga đồng thời tham dự hội nghị an ninh Munich lần thứ 59 từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2. Ông Vương Nghị dự kiến sẽ thăm Nga vào ngày 22 tháng 2, chỉ hai ngày trước khi chiến sự Ukraine tròn một năm. Bắc Kinh đã nhiều lần kêu gọi đàm phán hòa bình và từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Mối quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc cũng là điều mà Mỹ và phương Tây lo ngại.